Một định nghĩa mới về máy giặt ở Việt Nam. Với lồng giặt phía dưới cho các món đồ nhỏ tinh xảo, giặt nhiều hơn, tiện lợi hơn. Tủ chăm sóc quần áo cao cấp. Công nghệ True Steam dùng hơi nước hấp sạch đồ khó giặt. Móc treo chuyển động ngang giúp rũ bụi và khử mùi. Nẹp giúp chỉnh nếp quần Âu. LG Styler hấp sạch diệt khuẩn, thơm mới mỗi ngày. Vận hành linh hoạt, nhẹ nhàng nhờ động cơ truyền động trực tiếp. Trí tuệ nhân tạo cảm biến chất liệu vải. Tự động thiết lập chu trình giặt dựa trên hệ thống dữ liệu. Turbo Wash 360 với 4 vòi phun giúp giặt nhanh trong 39 phút. LG AIDD giặt sạch nhẹ nhàng mà nhanh không tưởng. Dùng công nghệ sấy bơm nhiệt bảo vệ chất vải do sấy ở nhiệt độ thấp, diệt đến 99,9% vi khuẩn với chế độ Allergy Care. Tối đa hiệu suất, tiết kiệm năng lượng. LG Dual Inverter Heat Pump sấy sạch diệt khuẩn, sống khỏe chuẩn mới. Tháp giặt sấy nguyên khối đầu tiên tại Việt Nam với dung tích khổng lồ và công nghệ Smart Pairing đồng nhất chu trình giặt sấy. Tất cả tích hợp trong một bảng điều khiển trung tâm, giúp tiết kiệm thời gian khi sử dụng. LG Wash Tower giặt sấy ưu việt, tích hợp thông minh, không ngừng cải tiến để hệ sinh thái chăm sóc quần áo ngày một tiệm cận với sự hoàn hảo.